Đấy, đấy, quay đi. Mày phải quay video này. Quay, quay, quay. Đây là bộ phim vượt hạng lớn tại Oscar năm nay, ra mắt trong bối cảnh suy thoái hậu Covid nặng nề và những tiêu chuẩn mới đầy tính nhân văn của Viện Hàn Lâm khi phim dự giải bắt buộc phải đảm bảo những yếu tố bình đẳng về giới tính và sắc tộc, giúp sự kiện lớn nhất của điện ảnh thế giới đạt lượng view kỷ lục thấp trong những năm vừa qua. Everything Everywhere All at Once đã mang tới một làn gió mới của những thứ vô cùng gần gũi trong đời sống hàng ngày như là thuế má, giặt là mà vẫn đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của Oscar. Nhưng những yếu tố này được thể hiện rất là tự nhiên, bình thường hóa các vấn đề nhức nhối thay vì cố tình chèn vào một cách rất là chối, hoặc là remake cho phim nào đó và nhuộm da cho nhân vật. Trong phim có một cặp đôi đồng tính trẻ bị người già phản đối, cùng rất nhiều người châu Á, nói tiếng Anh và đóng thuế tại Mỹ. Thế là đỡ cay hơn năm mà Parasite đoạt giải rồi. Phim mở đầu bằng một trường đoạn đủ khả năng để khiến bất cứ ai phải điên đầu, có thể khiến người xem khó chịu vì lột tả quá chân thực những áp lực của một người phụ nữ trung niên. Cô này được thủ vai bởi Dương Tử Quỳnh, nên tôi sẽ gọi là cô Quỳnh. Cô Quỳnh là chủ một tiệm giặt là đang đến kỳ đóng thuế. Cô Quỳnh vừa phải lo thủ tục giấy tờ, vừa phải chuẩn bị cho con cái, vừa phải chuẩn bị cho cái Tết khó khăn sắp đến vì ông bố khó tính của cô Quỳnh sẽ tới ăn Tết. Con gái cô Quỳnh đòi đưa bạn gái đồng tính về ăn Tết, chồng cô Quỳnh thì lên kế hoạch ly hôn. Cô Quỳnh đang hoang mang, cô Quỳnh đang choáng váng thì chồng cô Quỳnh lên cơn động kinh, rồi nói rằng mình là phiên bản khác, vừa đến từ vũ trụ Alpha, một nơi mà mọi người học được cách isekai sang bản thể ở vũ trụ khác và đang bị đe dọa bởi một phản diện mang tên là Kang. À nhầm phim, tên là Jobu Tubaki. Và rồi cô Quỳnh bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu đa vũ trụ, thấy được những phiên bản khác của mình. Cô Quỳnh phải đặt câu hỏi về bản ngã, về những sự lựa chọn, về mọi khía cạnh trong cuộc sống và đánh nhau với bất cứ ai mà cô chạm mặt trong chi cục thuế. Bộ phim không chỉ là cuộc chiến võ thuật của cô Quỳnh, mà còn là cuộc vật lộn nội tâm và những mối quan hệ rạn nứt giữa các thế hệ trong gia đình và một giấc mơ Mỹ không được như kỳ vọng. Thay vì một bộ phim nhí nhố để người xem cất não như là hãng mờ, Everything Everywhere All at Once là một bộ phim gợi lên nhiều cảm xúc và suy nghĩ đến lạ kỳ và chắc chắn là mang lại nhiều giá trị xem lại. Vì cứ mỗi lần xem chúng ta lại có thể hiểu thêm một chi tiết gì đó hoặc là có thêm một cảm nhận gì đó mới lạ về cách xây dựng đa vũ trụ. Mỗi vũ trụ trong Everything Everywhere đều có diện mạo riêng và một đống chứng tới từ các bộ phim cổ điển khác để nhặt. Sẽ có những vũ trụ nhìn thật ảm đạm, có cái lại nhìn thật nhí nhố ca lĩnh chi, có cái lại toàn là xúc xích. Nhiều người sẽ bảo là đa vũ trụ cái gì mà xám vậy, biết cái điếu gì về đa vũ trụ chứ. Và bởi vì mỗi phiên bản trong đa vũ trụ lại có một cuộc đời riêng, nên các nhân vật chính được trao cho rất nhiều đất diễn để thể hiện tài năng, từ những chi tiết mạnh mẽ dễ thấy như khả năng múa võ đánh nhau cho tới những chi tiết tinh vi hơn như khả năng diễn tả cảm xúc từ ánh mắt. Cùng cách edit phim với một tốc độ chóng mặt, lời thoại bất tận khiến các nhân vật như không bao giờ chịu ngậm mồm. Các vũ trụ xếp chồng lên nhau nhưng được ép nối liền mạch, những phân cảnh vui tươi hài hước, những phân cảnh chiến đấu ấn tượng là tất cả những gì mà Kevin Feige muốn làm với Multiverse Saga nhưng mà không được. Everything Everywhere All at Once mang đến những xung đột giữa các thế hệ và đưa ra cách giải quyết bằng tình yêu thương vô điều kiện trong gia đình. Đôi khi chúng xảy ra từ từ, đôi khi lại ập đến cùng lúc. Thông điệp của phim không mới, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy nó ở phim của Trấn Thành. Nhưng bằng những cách xử lý kỹ thuật và kể chuyện mang tầm thế giới, Everything Everywhere đã mang đến một thứ quen thuộc nhưng mà cũng đầy mới lạ. Một thứ thuốc chữa cần thiết cho thời kỳ suy thoái hậu Covid. Và một điều khác không thể không nhắc đến là ông chồng của cô Quỳnh, một nhân vật được xây dựng xuất sắc. Nếu bạn chỉ xem nửa đầu phim thì ông này không hề đại diện cho sự nam tính, dù có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng mà lại ngây thơ đến ngớ ngẩn, khiến bà vợ luôn cảm thấy bực mình vì không trông cậy gì được. Ông chồng này rụt rè và hoàn toàn bằng lòng để vợ điều hành công việc kinh doanh, là kiểu nhân vật nam beta điển hình. Nam beta là như thế nào? Đây thường là một người dễ dãi, một người sinh ra để người khác cầm đầu. Nếu có vợ thì cũng là kiểu đàn ông để vợ kiểm soát, thường là nhân vật gây cười trong phim của Hollywood. Khi đàn ông quá tốt, quá dễ bị tổn thương hoặc quá dễ dãi, họ thường sẽ không được coi là một người đàn ông thực thụ. Nếu từ chối chiến đấu thì sẽ bị chế giễu là yếu đuối, ẻo lả và hèn nhát, trái ngược hẳn với hình tượng nam alpha hoặc bách khoa cơ khí ra trường làm IT, được thể hiện qua phiên bản khác của ông chồng trong phim đến từ vũ trụ alpha. Ông chồng alpha quyết đoán và năng nổ nhưng lại khắt khe, thiếu kiên nhẫn và bạo lực, nói với vợ rằng vợ là người quan trọng nhất đa vũ trụ, rồi bỏ rơi khi vợ không đáp ứng được kỳ vọng. Nếu là một bộ phim bình thường thì ông chồng beta sẽ biến thành ông chồng alpha ở cuối phim, nhưng Everything Everywhere không phải là một bộ phim bình thường. Những ấn tượng ban đầu về ông chồng beta là hoàn toàn sai lầm. Ông chồng beta không thụ động hay phục tùng mà đã âm thầm chủ động xuyên suốt phim, làm mọi thứ để cân bằng nhu cầu của mình với cảm xúc của người khác. Ông chồng beta biết mình muốn gì, chỉ là không làm theo một cách độc đoán. Đối với ông chồng beta, lòng tốt không phải là phớt lờ những điều tiêu cực hay tỏ ra tốt bụng giả tạo, mà lòng tốt được thể hiện thông qua sự kiên nhẫn, giao tiếp và đồng cảm. Sau khi để nhân vật chính và cả khán giả nữa nhận định rằng là ông chồng beta khá là vô dụng và yếu đuối, thì họ cho ta thấy một ông chồng doanh nhân phiên bản không cưới vợ. Ông cũng thành công và giàu có và hào hoa bằng cách đấu tranh của riêng ông và truyền tải được một thông điệp không thể xuất sắc hơn về sự tử tế. Dù đóng vai trò quan trọng như vậy, nhưng mà ông chồng trong phim thì không cần phải chiếm spotlight hoặc là tự mình làm mọi việc. Ông chồng này sẵn sàng truyền cảm hứng cho vợ, sát cánh bên vợ trong những buổi tính thuế, trong công việc hàng ngày, và càng xem kỹ bộ phim, ta sẽ càng hiểu được là ông này luôn ở đó, cố hết sức để ủng hộ, hỗ trợ và khắc phục những vấn đề của cô Quỳnh một cách tử tế. Nhân vật này không chỉ phá vỡ những khuôn mẫu nam tính của Hollywood mà còn là một bước tiến hóa cần thiết cho đại diện của châu Á trên màn ảnh. Và người đã thành công trong việc lột tả ông chồng này chính là Quan Kế Huy.
Chú Huy sinh ra trong một gia đình người Hoa, có 8 người con tại Sài Gòn năm 1971. Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như thế, nhưng mà năm 75 xảy ra cái gì thì ai cũng biết, và thế là chú Huy cùng gia đình rời khỏi Việt Nam vào năm 1978. Họ qua Hồng Kông ở trại tị nạn 1 năm rồi đến Mỹ vào năm 1879. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời của chú Huy. Khi mà chú Huy vẫn còn đang cắp sách đến trường thì đạo diễn Steven Spielberg đi tìm một cậu bé da vàng cho vai Short Round trong phim Indiana Jones The Temple of Doom. Em trai chú Huy đi thử vai, nhưng mà chú Huy đẹp trai hơn nên là Spielberg gọi vào phòng. Chú Huy kể là chú chưa từng xem phần Indiana Jones trước và bị đưa vào một căn phòng kín mà chỉ thấy ba người đàn ông da trắng râu ria xồm xoàm. Rồi chú Huy bị đem lên máy bay và đưa sang Sri Lanka. Rất may là để quay phim chứ không phải bị bắt cóc. Điện ảnh đã thay đổi cuộc đời chú Huy, trở thành lẽ sống của chú Huy. Sau thành công với Indiana Jones, chú Huy nhanh chóng được người đóng vai khác. Lần này là The Goonies, cũng là một phim hit vào thời đó. Chú Huy kể là Spielberg đã dụ dỗ chú, bảo là mày phải đóng vai này đi. Ngầu lắm, vì vai này là 007 Shopee, với một đống item thần thánh. Chú Huy lại bị đưa lên thuyền với 6 đứa trẻ khác. May là vẫn đi đóng phim chứ không phải là bị bắt cóc. Vai diễn đầu tiên trong Indiana Jones không chỉ giúp chú Huy nổi tiếng mà còn khơi dậy niềm đam mê võ thuật trong chú Huy. Đây chính là kim chỉ nam trong sự nghiệp của chú Huy. Chú Huy nói rằng chú xem rất là nhiều phim của Thành Long, Lý Tiểu Long và Hồng Kim Bảo và từng được dạy Taekwondo bởi một võ sư trong lúc đóng phim. Chú Huy thích lắm, đi học Taekwondo luôn và lên luôn cả đai đen cho nó cẩn thận. Sau khi trưởng thành, chú Huy không còn là một thằng bé, chú Huy lạc lõng, chú Huy vô vọng. Chú Huy đóng một số phim sitcom nhưng mà không có vai diễn nào lớn cả, vì thời đó làm gì có ai mà trọng dụng người Mỹ gốc Á. Nhưng mà chú Huy thích diễn, chú Huy không bỏ cuộc. Chú rời nước Mỹ để tìm kiếm cơ hội mới. Chú thử đóng phim ở Nhật Bản, chú thử đóng phim ở Đài Loan, chú thử đóng phim ở Hồng Kông, rồi chú Huy bỏ còn mẹ đang nghiệp diễn. Một ngày nọ, chú Huy đi thăm em gái ở Mỹ. Ừ thì là định mệnh. Chú Huy gặp Corey Owen, một đạo diễn hành động có tiếng. Owen nhờ chú Huy hỗ trợ trong phim X-Men đang quay ở Canada, và từ đó, chú Huy trở thành một chỉ đạo võ thuật. Chú Huy và Owen cứ bên nhau thắm thiết như thế một thập kỷ. Cho đến một ngày chú Huy nhận job lẻ tại Hồng Kông. Chú Huy bảo là ở Hồng Kông khác lắm. Các cảnh quay hành động ở Mỹ thì toàn được lên kế hoạch tỉ mỉ, còn ở Hồng Kông thì toàn là cho diễn viên tỉ thí với nhau, đoạn nào quay đẹp là lên phim. Cũng tại Hồng Kông, chú Huy gặp được một người thầy mới là Vương Gia Vệ. Phong cách làm việc của bác Vệ có ảnh hưởng rất lớn tới chú Huy, vì bác Vệ là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn kỹ càng tỉ mỉ trong từng cảnh quay góc máy. Sau này khi trở về Mỹ, chú Huy thử sức trong ngành biên kịch và làm một số phim ngắn nhưng mà nó không tới. Và sự ra đời của Crazy Rich Asians vào năm 2018 với dàn cast full châu Á đã đánh thức chú Huy. Chú Huy muốn được tỏa sáng trên màn ảnh như chúng bạn đồng chủng. Chú bắt đầu suy nghĩ về nghiệp diễn, băn khoăn không biết nếu mình không bỏ diễn thì sẽ ra sao. Rồi chú Huy quyết định diễn lại. Đó là lúc chú Huy nhận được lời mời từ đoàn làm phim Everything Everywhere. Tuy nhận lời nhưng chú Huy không dám khoe ai, vì sợ bị đuổi việc trong lúc diễn. Bởi sau 20 năm không diễn gì thì chú Huy không tự tin vào diễn xuất của mình. Vì vai của chú Huy không dễ, phải diễn 3 phiên bản của cùng một nhân vật, mà vai này ban đầu còn là của phụ nữ, vì vai chính vốn được nhắm cho Thành Long trước khi chuyển sang cho Dư Tử Quỳnh. Nói cách khác là chú Huy phải cố gắng rất nhiều. Và rồi sau Nhí bị lãng quên năm nào đã vùng dậy, giành giải diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải của Gâu Vàng, rồi tiến lên giành luôn giải tương tự tại Oscar. Từ một diễn viên từng xem rất nhiều phim của Thành Long, có ngoại hình na ná Thành Long, diễn xuất na ná Thành Long trong một bộ phim mà Thành Long từ chối tham gia, Quan Kế Huy đã giành được cái tượng vàng diễn xuất mà Thành Long không có. Ừ thì Thành Long cũng có tượng nhưng mà là giải khuyến khích. Thành công của Quan Kế Huy mang đến những phản ứng trái chiều tại Việt Nam. Một thuyền nhân năm nào nay đã là sao lớn của thế giới. Nhiều fan điện ảnh thì lại thấy vui cho một diễn viên sớm nổi nhưng mà lận đận. Nhiều trang báo nhanh chóng giật tít, đính thêm dòng chữ thân thương là gốc Việt. Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng chú là người Việt Nam Cộng Hòa, lại là người gốc Hoa nên là không cần phải quan tâm. Như thế là thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng để mà nói thì Quan Kế Huy rời Việt Nam khi chỉ là một đứa trẻ. Bản thân Quan Kế Huy cũng sõi tiếng Việt và từng nói có tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, vì chí ít đây cũng là nơi mà chú sinh ra. Lĩnh vực nghệ thuật mà chú hoạt động trên lý thuyết thì cũng không nên dính dáng tới chính trị, nên Quan Kế Huy hoàn toàn có thể được dùng là một tấm gương cho sự cố gắng vươn lên và những thành quả đến muộn khi đã quá nửa đời người. Hình ảnh chú Huy được người bạn diễn thời ấu thơ Harrison Ford trao tượng quả thực rất đẹp, nên là thôi, ok, chú Huy gốc dân tộc Hoa ở Việt nhé, đúng nhận sai cãi, và tôi là Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cởi trói cho em ơi. Mọi người ơi.